đi. Làm sao nữa? Nói gì nữa? Đi làm dạ. Đã đó. Con nói chuyện với ai vậy? Con nói chuyện với ai vậy? Hả? Nữa. Nè nghe mi hỏi nè. Con gọi phone ai vậy? Hử? Ba cho anh. Ba cho anh hả? Ba cho anh đâu rồi? Đi làm dạ. Bóng hỏ. Đã đó. Ấy chứ, con hôn ai vậy? Cọp. Hôn cọp hả? Hôn cọp. Em cọp. Ồ, có nhiều quá vậy. Nè. Nguyên đám cọp luôn. Ui, hay quá vậy. Con thích cọp không?